Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đài Việt TV của chúng tôi xin mời quý vị cùng tham gia chương trình Hội ngộ mùa xuân, nữ sinh trung học Hồng Đức, Đà Nẵng, niên khóa năm 1967 đến năm 1975. Đây là lần thứ 7 chương trình được tổ chức và được khai mạc vào lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Ocean Palace. Xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh của Đài Việt TV. Hồng Đức thân yêu vàng khoe sắc màu. Chúng ta cứ mỗi lần đại hội về, mặc dù chỉ được mới tổ chức có 7 lần tại hải ngoại, nhưng cứ mỗi lần đại hội tổ chức là những cảm xúc dạt dào không bao giờ ngơi trong tất cả những cựu nữ sinh để được có dịp gặp nhau hàn huyên. Một buổi hội ngộ mà càng gần ngày tổ chức, càng có nhiều cựu học sinh tham dự, chúng ta có thể gọi là thành công. Và trên hết, xin cảm ơn tình cảm của tất cả thầy cô, cựu nữ sinh Hồng Đức cùng thân hữu đã lắng lòng theo tiếng trống trường vang vọng từ Đà Nẵng đến Houston một ngày tháng 3 năm 2023. Tùng, tùng, tùng. Nơi khởi đầu có phải là nơi kết thúc? Chúng tôi là những cựu nữ sinh Hồng Đức ở Đà Nẵng và hôm nay kỷ niệm những năm tháng của tuổi thơ ngây học trò, chúng tôi tổ chức đại hội lần này là đại hội lần thứ 7 tại Houston, Texas. Và ban tổ chức là toàn là những người ở khắp tất cả những nhiều tiểu bang trên toàn nước Mỹ trở về đây để làm việc. Chương trình của hôm nay trước hết là có sự tham dự của các thầy cô và tất cả các thân hữu. Chúng tôi có những cựu nữ sinh đến được từ Việt Nam, từ những tiểu bang khác trên nước Mỹ và cả Canada. Và chúng tôi đến đây để nhắc nhở nhau những kỷ niệm đẹp thời trung học. Chương trình của chúng tôi ngoài trừ việc gặp gỡ thầy cô, chúng tôi có một chương trình tưởng niệm những thầy cô và bạn hữu các chị đã mất trong khoảng thời gian bị Covid. Và có một chương trình văn nghệ sinh hoạt học đường rất là phong phú do cựu nữ sinh Hồng Đức trên toàn thế giới về đây trình diễn. Tôi đến từ California. Tôi được hân hạnh tham dự hội ngộ Đại hội Nữ Trung học Hồng Đức từ lần thứ nhất cũng tại Houston. Và luôn luôn sinh hoạt sát cánh với tất cả các chị em trong ban tổ chức. Suốt 7 kỳ Đại hội Nữ Trung học tôi đều có mặt. Rất vui là hôm nay gặp lại các chị em từ các thành phố khác đến để tham dự một buổi văn nghệ học đường và ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Hiện rất là vui vì đại hội lần thứ nhất và lần thứ 7 có thể là mấy chị cũng muốn tổ chức nữa, nhưng mà có thể đây là lần cuối tại vì các chị em đều lớn tuổi cả rồi, cho nên lần này tất cả mọi nơi đều bay về đây. Đây là một cái sự cố gắng rất là lớn của các nữ sinh Hồng Đức. Hiền là một cựu nữ sinh của Hồng Đức từ lớp 6 cho đến lớp 12, và trường Nữ Trung học Hồng Đức là một cái vinh dự, một cái hãnh diện của người dân Đà Nẵng, vì được vào trường Nữ Trung học Hồng Đức là cả một cái sự mà ước muốn của các nữ sinh hồi thời đó, và chúng em rất là hãnh diện đã được tham dự, được học tại ngôi trường này. Tôi tên là Phạm Thị Ba, đến từ Việt Nam. Rất vui để được đến đây dự cái hội Hồng Đức lần thứ 7.
gặp cô thầy, các bạn rất là vui vì quá xa xôi. Và tôi học từ lớp 6 tới lớp 12 và cái năm tuổi tài của tôi ra trường gọi là tuổi tài IBM. Đó là một cái năm rất là đặc biệt vì có một lần tuổi tài IBM duy nhất. Chúng tôi rất là hạnh diện là những cái học sinh mà khi thi vào trường là thi cùng với những nam sinh và chúng tôi đã là thi đậu vô trường Phan Châu Trinh trước khi là qua nước trung học học. Và trong sân trường của chúng tôi thì trồng rất nhiều các cây bạc hà và dưới bẩm cây bạc hà chúng tôi đã từng viết rất là nhiều thi ca để mà nhớ lại cái thời đi học của mình. Và đối diện với trường của chúng tôi là trường Phan Châu Trinh và bên cạnh trường Phan Châu Trinh và nữ trung học Hồng Đức có một dãy kiền kiền. Nơi đó là nơi những nam sinh đã từng dựa bẩm cây kiền kiền để mà mơ những cái hình bẩm rất là dễ thương của tụi tôi. Đó là những cái ván bẩm một thời mà giống như là cái niềm hạnh diện, là những cái kỷ niệm để chúng tôi mang đi trên suốt cái dọc đường mà chúng tôi tha hương và khi nào làm cũng hạnh diện là vì là có những kỷ niệm đẹp đó. Nhớ hồi xưa học giỏi mà được vào trường Hồng Đức và là nhớ những kỷ niệm giống như ăn hàng thì bị thầy cũng Mỹ bắt ăn hàng là hiền là số 1, dạy hiền tròn cho nên rất là thích kẹo bánh mà trong đó ở trong trường thì tới giờ chơi đó là hiền á, là tới chỗ mà ăn hàng là thấy mặt hiền rồi là cho nên hiền và diệu đây là có được cái nickname là Phi Thoàng và Bé Bự. Mãi yêu thương bạn ơi, hút đến nhau rời xa gắn đi sâu bền lâu thương mây cho mưa. Bạn ơi năn ly hòa chung tiếng cười từ khắp năm châu vòng tay đón mời. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Phóng sự cộng đồng ngày hôm nay cùng với nhóm phóng viên Như Lê và Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.